Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu quần bikini cho bé Ở mặt trước thì mình có trang trí 3 họa tiết hình vuông nhỏ Phần ống quần thì mình có làm họa tiết bèo Và có luồng dây cài điều chỉnh từ phần thắt lưng sang hai bên hông và đang chéo lại với nhau Đây, tương tự bên này cũng vậy Mẫu quần bikini như thế này Thì dụng cụ mình gồm có lên miêu cô tông kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm kéo cắt len và kim khâu len dùng để khâu các cái họa tiết hình vuông lại bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái họa tiết hình vuông nhỏ phía trong này Thì ở clip hướng dẫn cách móc mẫu áo bikini theo set quần này, mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu họa tiết hình vuông nhỏ này. Thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Và cũng tương tự vòng tròn ma thuật tạo cho mình 15 mũi kép đơn và vòng tròn ma thuật, sau đó dùng mũi dời kết thúc vòng tròn ma thuật để tạo một cái vòng tròn nhỏ ở đây và móc lên 4 mũi móc xích, tiếp tục móc cho mình các cái khoảng trống ở bên ngoài. Sau đó tạo cho mình một hình vuông ở ngoài ở cái vòng thứ ba còn cái điểm kết thúc ta sẽ giấu len thừa vào trong mũi móc ở đây, giấu len thừa vào trong mũi móc. Ở mẫu quần này thì các bạn sẽ móc cho mình 6 họa tiết, sau đó nối lại ba họa tiết ở mặt trước và ba họa tiết ở mặt sau. Và cũng tương tự các bạn sẽ nối cho mình dùng một đoạn len dài, sau đó nối cho mình các cái mũi móc lại với nhau. Đây, ta sẽ nối ở hai cạnh của hai họa tiết có số mũi móc bằng nhau. Ta sẽ đâm kim vào hai góc vuông của mũi móc xích này sau đó kéo lên tiếp tục mũi may kế tiếp sẽ là hai chân móc của hai mũi kép đơn ở hai họa tiết các bạn đâm song song cho mình hai mũi này sau đó kéo lên tương tự chân móc kế tiếp sẽ là chân móc nửa kép của hai họa tiết các bạn đâm kim cho mình song song vào hai chân móc này sau đó kéo lên và cũng may tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu góc vuông bên này cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc song song với nhau và kéo lên sau khi đã nối được hai họa tiết này lại với nhau ở cái mũi cuối cùng các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái khoảng trống của cái mũi móc xích này nè đâm kim vào cái khoảng trống này lần lượt vào hai họa tiết sau đó kéo lên sau đó ta sẽ đâm kim ra phía sau ở phía sau này các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây để mình cố định lại sợi len và sợi len thừa này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào các cái thân chân móc ở bên này nè đây đâm kim lần lượt vào các thân chân móc để mình giấu sợi len ta sẽ cắt sợi len thừa này đi như vậy là ta đã nối được ba họa tiết lại với nhau đây ba họa tiết bây giờ ta sẽ tiến hành móc phần thân còn lại và phần đũng quần cũng dùng sợi len màu vàng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút khi đã tạo được một nút thì ta tiến hành móc cái phần thân còn lại nối vào cái phần họa tiết này các bạn đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này nè cái góc vuông đầu tiên này ta đâm kim vào đây sau đó kéo nút mình vừa tạo qua cái khoảng trống móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc mũi kép đơn bên này nè đây móc cho mình vào đây một mũi kép đơn chân móc mũi nửa kép bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân móc tiếp theo cũng móc một mũi kép đơn khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục móc vào các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi móc được các mũi kép đơn cho đến góc vuông ta gặp đầu tiên thì các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này nè và cái khoảng trống này móc vào đây một mũi kép đơn sau đó chuyển qua khoảng trống của góc vuông kế bên này móc một mũi kép đơn như vậy là mình đã nối được hai góc vuông lại với nhau tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là chân móc của mũi kép đơn ở phía dưới nè đây cái chân móc này các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Thì khi móc đến chân móc đầu tiên của cái cụm chân móc thứ hai, hai mũi móc đơn thứ hai ở phía dưới á, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc này nè. Cái chân móc này sẽ là chân móc nằm chính giữa của hai cụm phía dưới này. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc Như vậy là ở đây mình đã thêm được một mũi móc. Các chân móc còn lại thì các bạn móc cho mình mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự khi móc đến cái góc vuông này, các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc vào khoảng trống của góc vuông kế bên này, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế tiếp sẽ là chân móc của mũi kép đơn phía dưới, móc vào đây một mũi kép đơn. Thì ta cũng đã nối được hai góc vuông ở bên này, làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến góc vuông cuối cùng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào khoảng trống cuối cùng này một mũi kép đơn như vậy là mình đã móc được một hàng mũi kép đơn nối ba họa tiết lại với nhau tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các mũi kép đơn đến giữa hàng thì các bạn sẽ gặp một chân móc nằm ở chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới này. Ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Như vậy là ở đây mình cũng thêm được một mũi móc ở chính giữa. Các chân móc còn lại thì mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc tiếp theo này sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà mình vừa móc và ta cũng thêm mũi vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới nè, móc cho đến cuối hàng. Chân móc đầu tiên cũng móc một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, ở chân móc chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn, sau đó móc thêm cho mình một hàng móc nữa để cho ở cái phần thân này ta sẽ được bốn hàng móc tương tự. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho hàng móc tiếp theo. thì sau khi móc được lên 4 hàng móc cũng thêm mũi vào chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới thì tiếp tục lên mũi móc xích và cắt len bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần đũng ở phía dưới phần đũng quần của ta sẽ nằm ở chính giữa này ở sợi len màu vàng các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Thì ở chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới, các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào chân móc nằm chính giữa này. Từ đây các bạn đếm ngược ra cho mình 4 mũi móc. 1 2 3 và 4, ta sẽ bắt đầu móc phần đụng ở cái chân móc này. Và tương tự ở mặt bên này cũng đếm cho mình ngược ra 4 mũi móc. Và ta kết thúc ở cái mũi móc này, các bạn đánh dấu cho mình vào đây. Sau đó đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ tư ở bên này đưa nút mà mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc mình vừa móc là cái chân móc này nè các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc mình vừa móc và móc vào đây một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Khi gặp chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân phía dưới thì cũng móc vào ra cho mình một mũi kép đơn. Khi móc cũng lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục bốn chân móc kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình đến cái chân móc mà ta đánh dấu á mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì như vậy cái phần đủng của mình nó sẽ có cái độ rộng là chín mũi móc như thế này tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Móc cho đến khi ta đạt được cái độ dài của phần đũng này che được phần đũng của bé nha. Đây. Móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. thì ở đây mình đã móc lên được 7 hàng móc đều nhau và không thêm mũi khi gặp cái phần đũng này lên các bạn sẽ móc cho mình cái chiều cao từ phần thắt lưng cho đến phần đũng bằng hoặc là thấp hơn một gan tay chút xíu nha các bạn sẽ chừa cho mình một hàng móc ở đây để mình tiến hành nối cái phần thân ở phía trên từ đây móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân còn lại ở bên đối diện khi ta chia đều mũi móc ở chính giữa để tạo phần đũng quần thì số mũi móc ở hai bên này nó sẽ có số mũi móc bằng nhau. Bây giờ ta sẽ móc cái hàng cuối cùng của phần đũng để thêm số mũi móc ở hai bên. Các bạn cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình 15 mũi móc xích tương ứng với số mũi móc ở hai bên của phần đũng. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Khi được 15 mũi móc xích bằng với cái phần thân bên này thì ta sẽ tiếp tục móc cái phần đũng quần ở phía dưới này, móc hàng móc cuối cùng. Các bạn tiến hành lấy lên, sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên ở hàng móc đũng quần này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp cũng làm tương tự, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Ở những chân móc cuối cùng các bạn cũng móc cho mình dấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Đây. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được hàng móc cuối cùng ở phần đũng thì từ đây tiếp tục móc lên cho mình cái phần thân còn lại bằng với số mũi móc ở cái phần thân mà mình vừa móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15. Như vậy là mình đã nối được hai phần thân lại với nhau. Từ cái hàng móc cuối cùng ở phần đũng nè. Và số mũi móc ở cái hàng móc này nó sẽ tương tự bằng với số mũi móc của cái phần thân bên này. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc tương tự cho mình thì sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến ba chân móc nằm chính giữa của phần đũng quần chân móc thứ tư thứ năm và thứ sáu thì các bạn có thể chụm lại cho mình chân móc thứ tư và thứ năm hoặc là chân móc thứ năm và thứ sáu chụm lại cho mình thành một chân ở đây mình móc chân móc thứ tư và thứ năm chụm lại thành một chân thì các bạn sẽ tiến hành lấy len đâm kim vào chân móc thứ tư, kéo lên, qua hai chân móc trên kim, sau đó lấy lên và đâm kim vào chân móc thứ năm, kéo lên, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được ba mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Tiếp tục móc vào chân móc thứ sáu này một mũi kép đơn. Thì ở đây mình sẽ tiến hành giảm mũi, tương tự như cái hàng móc thứ tư này, mình tăng mũi thì ở đây mình sẽ tiến hành giảm mũi. Đây giảm mũi ở chân móc thứ tư và thứ năm. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn và mỗi chân móc và móc tương tự cho đến đầu dây cuối cùng. Khi móc các cái mũi móc cuối cùng của cái hàng móc này thì các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Sau đó lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc thứ nhất, cũng móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cái chân móc mũi chậm. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến chính giữa của hàng móc thì hai chân móc của cái mũi chụm này nè. Đây, chân móc của mũi chụm và chân kế bên, các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Các chân móc kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như là hàng móc mình vừa móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Hai chân móc của cái mũi chụm này, hai chân móc này cũng chụm lại thành một chân. Sau đó các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến khi ta được bốn hàng móc ở cái phần thân bên này, tương tự như phần thân còn lại á. Cũng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và kết thúc hàng này ta sẽ móc thêm một hàng móc tương tự khi móc được bốn hàng móc ở phần thân này thì tiếp tục lên một mũi móc xích kéo và cắt len khi cắt len các bạn sẽ kéo cho mình sợi len dài sau đó cắt một đoạn len để mình dùng sợi len này may vào cái họa tiết còn lại Bây giờ ta sẽ tiến hành may họa tiết. Thì ở đây mình có móc sẵn ba họa tiết và khâu lại với nhau tương tự như ba họa tiết ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lại với cái phần thân này. Ta sẽ dùng kim khâu để khâu họa tiết vào phần thân nha. thì khi móc được cái hàng móc thứ tư ở cái phần thân này thì số mũi móc ở phần thân này nó sẽ tương tự như số mũi móc ở cái phần thân còn lại. Các bạn sẽ ghép cho mình ba họa tiết này vào cái phần thân. Sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc đầu tiên ở bên phần thân này nè. Đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên này. Đồng thời đâm kim vào cái góc vuông của cái phần thân còn lại á. Sau đó kéo lên Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên của phần thân và chân móc của mũi kép đơn ở cái phần họa tiết và kéo len. Tương tự đâm kim vào chân kế bên và chân của mũi nửa kép ở họa tiết, kéo len. Các bạn cứ may tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc ở phần thân và phần họa tiết, sau đó kéo len và may cho đến cuối hàng. Sau khi may được phần họa tiết vào thân của quần thì tiếp tục các bạn đâm kim cho mình ra phía sau mũi móc. Từ cái điểm này tạo cho mình một guốc ở đây để mình cố định sợi len lại. Và tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các thân chân móc. Khi dấu len thừa vào trong mũi móc ta tiến hành cắt len. Như vậy là mình đã hoàn tất được phần thân của quần với chiều cao từ thắt lưng xuống đũng quần bằng một gang tay nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc viền. Ở sợi len này cũng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút, từ nút này các bạn đâm kim cho mình vào chân móc bất kỳ ở cái hàng đầu tiên của phần thân này nè. Đâm kim vào chân móc bất kỳ. Sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc kế bên á, đây, chân móc kế bên này móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc khi gặp cái góc vuông của cái họa tiết đầu tiên này thì sẽ móc vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn sau đó móc vào khoảng trống kế tiếp của họa tiết kế bên á. móc vào đây một mũi móc đơn thì mình đã viền được các mũi móc đầu tiên nè các bạn làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi gặp góc vuông cuối cùng thì cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông này một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào khoảng trống vừa móc một mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp vào chân móc của phần thân bên hông này. Thì chân móc đầu tiên sẽ là chân móc của mũi kép đơn phía dưới nè. Móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Thì mình đã tạo ra được một góc vuông ở đây nè. Tiếp tục các bạn làm tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi gặp góc vuông kế tiếp của cái họa tiết này thì cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một mũi móc đơn. Thì mình đã viền được cái phần họa tiết rồi nè. Tiếp tục cái chân móc kế tiếp của cái hàng móc phía dưới này, các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân móc kế tiếp của hàng móc tiếp theo này cũng móc hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp của móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. thì mình đã viền được một phần thân bên hông. Chân móc cuối cùng này móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc mình vừa móc một mũi móc đơn. Các chân móc tiếp theo này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là mình cũng tạo ra được một góc vuông ở đây. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cũng móc cho mình tương tự mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc vào chân móc cùng chân với cái thân chân móc này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Bây giờ ta sẽ viền phần đũng quần, thì phần đũng quần các bạn cũng móc tương tự cho mình, giống như cái hàng móc ở phần thân bên hông này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn. Các chân móc tiếp theo cũng làm tương tự cho mình giống như chân móc mà mình vừa móc đến góc vuông ở phần đụng phía trên này thì làm tương tự như góc vuông này và hai bên hông thì ta tạo góc vuông tương tự như hai góc vuông ở phần bên hông này móc tương tự cho đến cuối hàng ở đây mình đã viền được một phần tư của quần nè các bạn cứ viền tương tự cho mình cũng viền góc vuông ở đây tương tự và các cái góc vuông ở phần đụng cũng tương tự móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng Và hàng móc viền này các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là mũi đơn nha. Sau khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái phần viền này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tạo khoảng trống để luồn dây. Bắt đầu ở cái phần thân này luôn nha. Móc cho mình vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời á, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Bỏ qua hai chân móc của cái phần thân này và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn. Thì mình đã tạo ra được một khoảng trống nè, tiếp tục lên hai mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba ở phần thân một mũi móc đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Bỏ qua hai chân móc phần thân và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại. Lên hai mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn làm tương tự cho đến cuối hàng. Như vậy là mình đã tạo ra được khoảng trống để luồn dây nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc cuối cùng, sẽ là cái chân móc xích của cái góc vuông này nè. Móc cho mình vào khoảng trống này một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào khoảng trống mà mình vừa móc một mũi móc đơn. Ở cái khoảng trống của phần lưng quần ta sẽ có cái độ rộng là hai mũi móc xích thì cái khoảng trống ở cái phần hông bên này ta sẽ có cái khoảng trống là 3 mũi móc xích. Các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích. Khoảng trống ở phần thân này nó sẽ lớn hơn khoảng trống ở cái phần thân phía bên hông này nha. Bỏ qua 3 chân móc ở cái phần thân phía dưới này và móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Đây, ta tạo ra được một khoảng trống để luồn dây nè, lớn hơn khoảng trống ở phần thân bên này nha, lớn hơn một mũi móc. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích bỏ qua ba chân móc kế bên của phần thân và móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn ta được một khoảng trống thứ hai các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến hết cái phần thân bên hông này cũng móc lên ba mũi móc xích và bỏ qua ba chân móc kế bên móc vào chân móc thứ tư ở phần thân một mũi móc đơn ở các chân móc cuối cùng này mình sẽ dư được ba mũi nè các bạn móc lên cho mình hai mũi móc và để cho cái khoảng trống này, cái khoảng trống cuối cùng này nó có cái độ rộng bằng với các độ rộng của cái khoảng trống còn lại á thì cũng móc lên cho mình thêm một mũi để ta có cái độ rộng của cái khoảng này bằng với các cái khoảng còn lại. Sau đó móc vào chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn. Thì bên hông mình tạo ra được năm khoảng trống bằng nhau nè. Tiếp tục ở góc vuông này cũng móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc mà mình vừa móc một mũi móc đơn để tạo ra góc vuông ở phần thân này. Thì đối với cái phần ống chân và phần đũng quần này, các bạn sẽ tạo ra cho mình các cái khoảng trống tương tự như cái khoảng trống ở phần thân bên hông này. Cũng tạo cho mình khoảng trống gồm 3 mũi móc xích nha. Lên 3 mũi móc xích. Bỏ qua ba chân móc kế bên của phần thân và móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Bỏ qua ba chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. thì mình cũng tạo ra được khoảng trống 3 mũi móc xích nè các bạn làm tương tự cho mình cho đến cái góc vuông này Thì phần đũng này thì cũng làm tương tự cho mình tạo ra các cái khoảng trống gồm 3 mũi móc xích nè móc tương tự đến cái góc vuông này và từ đây cái phần hông bên này cũng móc tương tự cho mình giống như phần hông còn lại còn ở cái phần thân thắt lưng ở phía trên á các bạn sẽ tạo cho mình các cái khoảng trống tương ứng với hai mũi móc xích và ta sẽ tiến hành viền lại toàn bộ phần thân của quần Khoảng trống ở hai bên hông của quần thì ta sẽ tạo ra các khoảng trống gồm 3 mũi móc xích. Còn khoảng trống ở hai bên phần thắt lưng này sẽ tạo ra các khoảng trống gồm 2 mũi móc xích. Đây, độ rộng là hai mũi móc xích như thế này. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng á. Cũng tạo lên 3 mũi móc xích ở phần thân bên hông. Móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Và làm tương tự khi móc đến cuối hàng thì cũng móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên mà mình viền á, móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như vậy là mình đã hình thành được cái form quần như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần bèo ở ống chân tạo độ bèo ở đây. Ta cũng dùng sợi len màu vàng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã điều chỉnh được phần thân quần vào mặt phải thì tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên ở cái phần ống chân này. Đây, đâm kim cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này, sau đó kéo nút mình vừa tạo qua khoảng trống. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp ở đây nè. Đây các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này bốn mũi kép đơn cùng một khoảng trống hai ba khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha và bốn khi móc được bốn mũi kép đơn vào khoảng trống thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào chân móc của mũi móc đơn phía bên cạnh nè móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì mình vừa tạo được một cánh bèo ở khoảng trống thứ nhất tiếp tục móc vào khoảng trống thứ hai bốn mũi kép đơn cùng một khoảng trống một hai ba và bốn sau đó móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc của mũi móc đơn bên cạnh một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là mình đã tạo ra được các cái cánh bèo ở khoảng trống nè các bạn làm tương tự cho mình cho khoảng trống còn lại móc tương tự cho đến cái góc vuông này mỗi khoảng trống ta sẽ móc vào bốn mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống sau đó lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc của mũi móc đơn bên cạnh một mũi dời và làm tương tự cho các khoảng trống còn lại sau khi móc phần bèo đến cuối hàng thì ta sẽ tiến hành cắt và giấu len thừa vào trong mũi móc và móc cho mình hai sợi dây móc xích có độ dài tương đối sau đó các bạn sẽ luồn cho mình hai sợi dây này vào hai bên của phần thắt lưng luồn xen kẽ vào các khoảng trống mà mình tạo ở đây khi luồn được hai sợi dây vào hai bên của phần thắt lưng, luồn xen kẽ vào các cái khoảng trống mà mình móc á thì các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây, một guốc ở hai đầu dây này. Đây, tạo một guốc như thế này. Thì khi mặc vào người của bé, cái phần guốc này nó sẽ tạo ra cho mình một cái độ rộng ở phần thắt lưng này để mình điều chỉnh vừa với phần eo của bé nè. Từ đây ta sẽ luồn cái sợi dây này vào trong các cái khoảng trống mà mình tạo ở bên hông á các bạn cứ đang xen kẽ cho mình giống như mình thắt dây bata nha đây đang xen kẽ cho đến hết hàng khi đang xen kẽ đến hết hàng thì ta sẽ tạo một guốc ở đây và thắt nơ lại ở điểm cuối cùng này sau khi luồn dây hoàn tất vào trong các khoảng trống ở phần thân và cột dây cố định mình sẽ tạo ra được hai điểm nhấn ở hai bên hông của quần nè như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu quần bikini cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công.